Đã bao giờ bạn cảm thấy kiệt quệ năng lượng hoặc như thể đầu mình sắp nổ tung trong các buổi họp mặt gia đình, nhưng vì phép lịch sự bạn vẫn phải ngồi lại để trả lời những câu hỏi mà bạn không muốn nói về sự nghiệp, tiền tài hay con đường tình duyên? Hay đã bao giờ bạn cố uống một ly rượu vì sợ bản thân không nể người mời? Đây chính là những sợi dây trói vô hình tồn tại như một luật ngầm trong giao tiếp mà nếu bạn phá vỡ nó sẽ nghiễm nhiên bị đối phương coi là kẻ lỗ mãng. Đó chính là nguồn cơn gây ra bầu không khí căng thẳng tới cực độ bao trùm bộ phim The Invitation. Nếu dừng lại ở đó, The Invitation vẫn là một bộ phim chính kịch lột tả rất chân thực một tình huống oái oăm mà chắc hẳn ai trong số chúng ta từng ít nhất một lần đối mặt. Nhưng bộ phim còn đi xa hơn tới những chủ đề đen tối và đáng sợ về tà đạo và cái chết. Bên cạnh sự căng thẳng từ những phép tắc xã hội, bộ phim còn che giấu một thứ gì đó quỷ quyệt hơn rất nhiều. Hãy cùng phía phim đi sâu vào phân tích bộ phim The Invitation. Đây cũng là cảnh báo spoiler cho những ai chưa xem phim. Còn nếu bạn không quan tâm đến việc nội dung bị tiết lộ, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Will và Eden đã mất đi người con trai duy nhất trong một vụ tai nạn tại buổi liên hoan. Quá đau đớn, họ đã kết thúc mối quan hệ để chống chọi với nỗi mất mát theo cách của riêng mình. Hai năm sau, Will cùng bạn gái mới được Eden và người chồng David mời đến dự một bữa ăn thân mật giữa những người bạn cũ. Tưởng chừng đây chỉ là một buổi tiệc thường niên, nhưng mọi chuyện dần trở nên quái gở khi Will liên tục nghi ngờ hành tung của cặp vợ chồng và hai người lạ mặt. Đây là dấu hiệu của sự nguy hiểm hay là sự hoang tưởng do chính anh tự tạo nên? Con người ta có nhiều cách để đối mặt với những nỗi mất mát, tổn thương trong tâm hồn. Và trong The Invitation, sự đau khổ này tập trung xoay quanh hai nhân vật, Eden và Will. Will, với những cử chỉ do dự và miễn cưỡng, đã thể hiện rõ anh chưa hề nguôi ngoai trước những mất mát trong quá khứ, rằng anh luôn nhớ về những kỷ niệm với con trai. Ngay cả khi bước chân vào bữa tiệc, trong căn nhà nơi Will đã rời đi từ 2 năm trước, những ảo ảnh về con vẫn bám riết lấy anh. Cho dù với mục đích ban đầu là một buổi chung vui giữa những người bạn cũ, việc gặp mặt đối với Will thực chất không khác gì một sự gượng ép. Lý do duy nhất Will chọn tới bữa tiệc đó là vì Eden muốn anh có mặt, như một phần an ủi xoa dịu tổn thương trong quá khứ. Will luôn cho rằng mình là người có lỗi trong sự kiện tồi tệ đã xảy ra và không hề có ý định tha thứ cho bản thân. Anh coi nỗi đau ấy là một điều phải nhớ, vì dẫu khốc liệt và bất hạnh đến đâu, đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của con trai anh. Mang chung nỗi buồn và từng chứng kiến Eden tự tử bất thành, Will bất ngờ khi biết giờ đây cô tuyên bố đã vượt qua được những cảm xúc tiêu cực. Cô cho rằng mình đang rất hạnh phúc và những đau khổ từng trải qua chỉ là do mất cân bằng hóa học trong não bộ mà thôi. Nhưng liệu đây có phải là một động thái phủ nhận quá khứ như cách Will đã tố cáo Eden? Khác với Will, Eden không thể chịu được sự dằn vặt và muốn giải phóng chính mình khỏi mặc cảm tội lỗi. Điều này vô tình dẫn dắt tâm hồn đã sứt mẻ của cô gia nhập một hội những kẻ cuồng tín với suy nghĩ lệch lạc đến mức cực đoan. Tôn chỉ của giáo phái này coi việc tha thứ cho bản thân là điều cần thiết và cái chết không đau khổ, nó thực chất chính là con đường để ta tìm thấy sự an yên hạnh phúc. Dễ thấy quan điểm của Will và Eden hoàn toàn xung khắc, nó thể hiện nhân sinh quan khác nhau của những con người cùng trải qua một bi kịch. Họ đã từng gần như đồng điệu nhưng rồi dần dần rẽ hướng để đối chọi với nghịch cảnh theo cách của riêng mình. Chi tiết Eden lén uống thuốc an thần ngay giữa bữa tiệc cho thấy dù quả quyết nói rằng đã vượt qua nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi vụ tai nạn từ ngày hôm đó. Giáo phái kia chỉ là công cụ để cô chạy trốn khỏi phiền muộn và Eden tự đánh lừa rằng cô đang rất hạnh phúc. Còn thực chất, giống như Will, cô vẫn đang chật vật hàng ngày với sự ám ảnh về cái chết của con trai. Có thể thấy sức tàn phá của nỗi đau tinh thần mà Will và Eden phải gánh chịu là vô cùng to lớn. Và dẫu có chối bỏ nó theo cách Eden đã làm hay tự dằn vặt giống như Will, sự mất mát chưa bao giờ có thể vơi đi. Nỗi đau ẩn hiện trong The Invitation có thể hủy diệt người chất chứa chúng, đồng thời cũng gây hại cho những người xung quanh. Ở đây sự tuyệt vọng đã khiến Eden sa chân vào một giáo phái dị đoan, nơi cô bị tẩy não trước những triết lý tưởng chừng như vô cùng nhân đạo của chúng. Thế nhưng mọi việc đã dần chuyển xấu khi những lý thuyết này được chuyển hóa thành hành động mà khởi nguồn của tai họa chính là lời mời dự tiệc. Bữa tiệc của Eden không đơn giản chỉ để những người bạn cũ gặp lại nhau sau 2 năm xa cách. Hóa ra, đây chính là ý đồ của giáo phái dùng để bẫy những nạn nhân xấu số nhằm thực hiện nghi thức dị đoan của chúng. Chúng cho rằng cái chết chính là sự giải thoát nỗi đau và càng nhiều người đi cùng nhau sang thế giới bên kia thì cõi kia của chúng càng thanh thản. Thế nên, Eden cùng chồng và hai người của giáo phái kia đã lên kế hoạch cho một buổi tự tử tập thể nhưng bất thành, dẫn đến cuộc rượt đuổi và tàn sát ở cuối phim. Sự kiện trong The Invitation có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế, không ít những tà giáo cũng đi theo con đường quyên sinh tập thể. Nổi tiếng nhất phải kể đến vụ thảm sát tại Johnstown, khi kẻ đứng đầu là Jim Jones đã tẩy não và ép buộc hơn 900 giáo đồ của mình phải uống thuốc độc để tự vẫn, trong đó có cả những đứa trẻ vẫn còn nằm trong nôi.
Tôn giáo có thể cứu rỗi và mang đến cho con người ta một đức tin, một động lực vươn lên trong cuộc sống. Song nó cũng có thể gây nên nỗi đau kinh hoàng nếu ta mang trái tim mình đặt nhầm chỗ. Và càng tồi tệ hơn khi có những kẻ giống như trong The Invitation lợi dụng những tâm hồn vốn đã bị hủy hoại bởi nỗi đau để tước đi biết bao mạng sống của những người vô tội. Nếu như phần đoạn cuối khiến The Invitation bùng nổ bởi những cảnh rượt đuổi tàn bạo máu me, thì toàn bộ thời lượng trước đó của bộ phim khoác lên mình một vẻ bất an không kém phần hồi hộp. Song nét chính thám này lại được các nhà làm phim khai thác ở ngay những cách ứng xử thực tế trong giao tiếp đời thường, khi mà những chuẩn mực xã hội có thể dễ dàng chèn ép, thậm chí là đánh lừa bản năng của chúng ta. Khi Eden cùng chồng mang video chứa phần cảnh có người chết cho các bạn cùng xem để giải thích về giáo phái họ đang tham gia, mọi người đều đã nhận thấy sự bất thường, thậm chí là phản bác ý tưởng của dị giáo này. Nhiều nhân vật còn hoài nghi về việc liệu gia chủ có đang mở tiệc để truyền bá tư tưởng hay không. Thế nhưng vì phép lịch sự, họ đều thầm quyết định không đẩy câu chuyện lên mức cao trào và vẫn tiếp tục ở lại vì sự cả nề dành cho gia chủ. Chỉ cho tới khi chơi trò chơi nói thật và nghe vị khách Pruitt bộc bạch về việc hắn đã giết vợ và tự tha thứ cho mình như thế nào, một người bạn đã nhất quyết đòi về. Từ chối tưởng chừng như là một điều dễ dàng, nhưng nếu đặt mình vào tình thế khách mời trong bữa tiệc của Eden, liệu bạn có thể vượt qua sự cả nề mà bước khỏi ngưỡng cửa không hề đắn đo? Chẳng lẽ bà lại không cảm thấy có chút áy náy nào khi gia chủ tha thiết nói rằng họ đã tổ chức bữa tiệc này chỉ vì bạn? Lợi dụng chính những ràng buộc tâm lý này, nhóm cuồng giáo đã thành công thao túng cảm xúc của những người có mặt trong căn nhà. Nơi mà chỉ cần bạn có ý kiến đối nghịch với gia chủ, bạn tức khắc trở thành kẻ bất lịch sự, thậm chí là vô ơn. Dễ thấy, nhân vật Will là người vô cùng cảnh giác. Anh ít nói, thường xuyên quan sát và nhận ra ngay những việc bất thường trong bữa tiệc. Từ việc tại sao cửa nhà bị khóa, tại sao cửa sổ lại có chấn song, những người lạ mặt là ai và mục đích thật sự của việc gặp mặt này là gì. Đây có lẽ cũng là bài học anh tự rút ra sau khi tự nhận bản thân đã bất cẩn gây nên cái chết cho con trai. Song ý kiến của một mình Will cũng không thể thắng lại được số đông. Nhóm bạn đều suy nghĩ rằng hôm nay mình đến buổi tiệc là vì người khác. Thế nên dẫu có nhận ra những bất thường mà Will cảnh báo, họ không hề để tâm mà chỉ nghĩ làm sao để gia chủ không phật lòng. Thậm chí có người còn tuyên bố xanh rờn. Những người bạn không biết rằng, với chính cách hành xử vị tha này, họ đang bị nhóm cuồng giáo lùa vào một cạm bẫy tâm lý lúc nào không hay. Vậy nếu vô tình bị rơi vào hoàn cảnh éo le trong The Invitation, thì bạn sẽ phải đối mặt với những điều gì? Đầu tiên, chúng đưa ra những lời đề nghị thú vị níu chân người tới bữa tiệc. Kể cả bạn lịch sự từ chối, chúng sẽ vẫn không ngừng lấn tới. Rồi tiếp đến là bộc lộ nỗi thất vọng, khiến bạn cảm thấy do dự và áy náy. Sau cùng, khi không thể thuyết phục được, chúng sẽ đẩy bạn vào vị trí cô lập, khiến số đông tin rằng bạn là nguyên nhân của sự kém vui. Có thể thấy trong The Invitation, nhân vật chính đã kịp nhận ra mình đang bị bao vây bởi sự nguy hiểm chết người. Thế nhưng đời thực không giống như phim. Đôi khi vẫn có những sự độc hại tiềm tàng, tìm mọi thời cơ để len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Giáo phái trong bộ phim chính là sự phản ánh cho những mối nguy đang bào mòn chúng ta hàng ngày. Vậy mới thấy, những phép tắc xã hội dù bất thành văn vẫn ràng buộc những cư xử dù nhỏ nhất của mỗi chúng ta. Nhưng không biết rằng chính vì sự lịch sự này mà có bao nhiêu người đã tự đẩy bản thân vào những tình huống khó xử hoặc thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, nếu lần sau phải tự ép mình tỏ ra lịch sự xã giao tại các buổi sum vầy nhưng thực chất bạn đã kiệt sức lắm rồi, thì đừng ngần ngại, hãy cứ đứng dậy mà đi. Vì dù có tôn trọng những người xung quanh đến đâu thì cũng nên chú ý đến cảm xúc của cá nhân. Và biết đâu đấy, có khi họ đang cố dụ dỗ bạn vào một tà giáo nào cũng nên. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.